Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em đang đi lắp cái lọc nước cho gia đình anh Vương các bác. Thì ở kia là bố em với anh Vương đang lắp cái cây lọc nước đấy. Đây là cái hệ thống lọc nước mà em sáng chế ra. Thì ở cái trường hợp giếng khoan nhà anh Vương này thì nó không bị nhiễm sắt các bác, nhưng mà bơm lên nó bị đục. Tức là cái giếng này mỗi khi là mình bơm lên vào mùa mưa thì cái nguồn nước giếng là bơm lên nó bị đục và nó kéo thêm cái lượng bùn bẩn vàng á, nó sẽ bám lên các cái thùng và chảy xuống, nó sẽ làm tắc các thiết bị ở trong gia đình. Thì ở đây sẽ lắp cái lòng này cho anh ấy, bơm lên để cho nó lọc các cái cặn bẩn lại và nó ra cái nguồn nước trong để anh ấy bơm lên bồn. Thì ở đây là cũng lắp cái lọc đơn này các bác. Thì ở kia là trường hợp là các bác thấy suối là anh Vương anh lấy về để anh định xây bể lọc đó, nhưng mà khi mà anh biết là anh em làm hệ thống lọc nước đó, thì có điện thoại nhờ, thì nói chung là cũng chạy một quãng đường xa khoảng độ hơn 20 cây lên lắp cho anh nhé các bác. Thì ở đây là bố em đang lắp cái hệ thống lọc nước cho anh ấy. Thì ở cái cây lọc nước này thì cái trường hợp hôm nay em lắp là nó không phải nhiễm sắt nhé, mà cái trường hợp hôm nay ví dụ cái giếng của các bác bị cái nguồn nước nó đục hoặc là các bác bơm lên nó kéo theo cái lượng cát nôn nhiều á, cát bẩn, thì các bác có thể lắp cái hệ thống cái lọc nước này vào thì nó sẽ giữ lại các cái lượng cát và bùn bẩn đó và nó ra cái nguồn nước trong để các bác lấy lên sử dụng. Sau đó mình sẽ sục rửa, mình đẩy nó ra. Thì các bác xem thấy video hay thì hãy đăng ký kênh Trường Dâu để theo dõi những video mà em lắp hệ thống lọc nước cho các cái trường hợp mà giếng khoan nhiễm sắt, nhiễm phèn, nhiễm đá vôi, và những cái chia sẻ về các cái cách để sử dụng lọc nước cho gia đình. Ở đây các bác thấy là cái hệ thống này là rua này em lắp sẵn ở nhà rồi đấy, cho nên là khi lên lắp cho anh thì phải chế thêm mấy cái cốt còng để xả cái nước ra. Còn ở đây lắp cho anh hai cái rắc cua, thì sau này ví dụ như anh nếu mà cái khu nhà này á, thì ở đây là anh xây nhà mới rồi, cho nên là sau này anh chuyển cái cây ống thì anh vặn cái rắc cua ra và chuyển đi thôi. Thì ở đây là anh lắp tạm để bơm nước rồi, còn sau này ví dụ như để anh làm xong trang trí lại khu vực này á, thì anh sẽ chuyển cái cây lọc đi nữa. Các bác thấy anh Vương anh làm nhà khá đẹp các bạn nè. Khu nhà mới xây xong rất chi là đẹp. Đất rộng, ở đây là nằm ở đường mòn Hồ Chí Minh các bác. Này, ở đây là ngay đường mòn luôn. Bố làm cái cuốn ngắn thôi, cắt đoạn ngắn thôi mà để dài, cắt đoạn nó đỡ vướng cho anh ấy mà. Cái đứa là chế độ sụp ngược á. Đứa sụp ngược nhá. Sụp ngược thì đây ông có, thì anh lại ra đây. Thì anh sẽ được cái cốc này. Đấy, thì tí nữa tôi sụp chui là mình lọc, lọc nước ăn luôn. Lọc là mình lọc từ trên xuống, còn đây là mình sụp chế độ sụp cặn bẩn ra anh. Sụp cái ni là có nghĩa cháu lặn, trên đây là cặn bẩn nóng, đây là cháu sụp, kiểu như là cái cặn bẩn ra hết, ấy ra hết. Tức là nước cấp sẽ đi từ đây. Đấy, cháu nhìn từ đây, đấy, đây khó hết là ra đây. Đấy, ngược bên đây, đây khó là bắt buộc là chúng ta toàn như ra ngoài. Nhưng mà anh lưu ý cho em là cái máy này này nó rất chi là khỏe, lúc sục là anh phải mở cái khóa xả đáy ra đã, đừng khóa lại không là nếp nó nổ cây lọc á. Tức là khi mà sục giữa anh cứ mở cho thoát nước đi, xong rồi anh hãy cắm máy bơm. Ồ, cái máy bơm hai đầu này nó bơm nước khủng lắm. Theo đi để chạy được không được chi đâu. Đây là anh Vương anh chuẩn bị, anh đang bơm nước để sục xả cái cây lọc đây các bác. Đợi một tí cái vì cái nguồn nước nó phải ngấm vào cái cây lọc á thì nó mới lên được. Thì đây đang bơm nước nó sẽ đi vào cây lọc và nó sẽ xả cái cặn bẩn ra.
Đây đây có cái van áp đây rồi. Đang lên nước rồi, không lên nghe tiếng kêu khác liền. Nhưng mà cái kia đang khó hả? Vào mà đúng rồi, đúng rồi. Cái cây lòng nên chứa nhiều nước đó này. Và thì đây là các bác thấy là cái chế độ này là cái chế độ sụp ngược, tức là mình sụp cái cặn bẩn ra ngoài á, thì bây giờ sẽ đưa sang cái chế độ lọc nước cho anh á, là muốn điều chỉnh sang cái chế độ lọc đây. Mở khóa xả đáy ra trước. Đấy, bữa sau anh làm anh cứ khóa theo cái chế độ đấy là được không mà. Đẩy lên được chị, đẩy thoải mái luôn. Mở khóa xả đáy ra đã, mở khóa xả đáy ra. Rồi. Không. Để cho nó xả cái cặn bẩn bây giờ lúc môn trong anh mới mở ra. Đây thoải mái luôn. Được không thì thích thì chọc cái ống vô cái là biết liền mà. Chồng buộc tạp lại thử cho lên trần luôn. Xem nó có lên được tầng 2 không. Ông nhiều bác mua cái lòng nước của em chứ cứ hỏi là có bơm lên được tầng 2 không chú. Hôm nay quay thực tế rồi, có bác xem có lên được tầng 2 không. Ở đây các bác thấy đang buộc dây tạm để đưa lên tầng 2 cho anh nhé. Vì mai là anh sẽ lắp cái đường nước âm chìm ở dưới đất đó, cho nên là không đấu lên. Nên là đây là cái dây nước anh nó buộc để đẩy vào cái tầng 2 các bác. Có đường lên. Chứ đây không có đường lên trên tiếp trên nữa anh. Rồi cứ bật lên đi. Ngóng tầng 2 với thang không? Không căng lắm đây là được mà. Được. Hắn cứ không gấp đây lên lên mà. Bình thường anh cứ bơm qua dây ní lên là chờ anh bơm mà anh thấy không gấp là cũng lên. Vì cái giếng này của anh này, anh lắp van hút sâu, anh phải dùng cái van áp anh nhiếp lại. Thì qua cái cây lọc này nó cũng giống như y như cái van áp á. Nó giống hệt nhau, nó không khác cái gì. Cho nên nó lên ra nó vẫn lên bình thường chứ. Nó không bị giảm áp đi đâu.
Không, anh hút trực tiếp ạ, nó mới giảm. Chứ còn anh hút qua van hút sâu đi, anh phải dùng cái van áp anh nhớp nước lại nó mới lên được nước, đúng không? Anh mở hết là nó không lên được, thì cái cây lọc đi nó cũng giống như cái van áp mình nhớp lại thôi. Đúng rồi. Cho nên là nó không giảm nước, cái anh bơm nó vẫn lên bình thường mà. Thì các bác thấy là bây giờ là đang bơm nước lên tầng 2 cho anh á. Và anh ấy chưa đấu ống á, cho nên là sẽ dùng cái cây dây đi ống điện kia các bác dẫn lên trên tầng 2 trên đây. Đây. Trên tầng 2 trên đây các bác. Thì trên đây là toàn bộ cái quá trình mà em lắp xong cái cây lọc nước cho anh Vương á. Thì các bác xem có ý kiến thì xin để lại cái bình luận ở phần video nhé. Thì các bác thấy là cái giếng này là bơm lên nó bị đục và nó hay ra cái lớp bùn màu đỗ á, cho nên là mình sẽ lắp cái lọc này và nó xử lý, nó sẽ lọc lại các cái cặn bẩn và nó trôi cái nước trong lên trên bồn. Thì ở đây là lắp đẩy lên tầng 2 cho anh ấy. Thì vừa rồi là thử nó đẩy lên tầng 2 ok rồi các bác. Thì đây là toàn bộ cái quá trình lắp cái lọc. Nếu các bác xem thấy hay thì xin cho một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết đến cái lọc nước của Trường Dâu, và có thể xem những video lắp về cái hệ thống lọc nước này và các cách xử lý cho nguồn nước giếng nhiễm nhà mình. Thì xin chúc các bác nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.